những câu nói hay, phũ nhưng thấm. Các bạn cùng nghe và cảm nhận nhé. Trên đời không có gì là miễn phí, ngay cả khi nó được ghi miễn phí. Những việc ác được làm nhiều nhất chính là nhân danh công lý. Bất cứ ai cũng dễ dàng đối phó với chiến thắng, chỉ có kẻ mạnh mới chịu đựng được thất bại. Hãy sống như một chiếc gương, ai lao thì sáng, ai làm vỡ thì đứt tay. Mày thấy đấy, tại khoảnh khắc cuối đời, con người sẽ cho mày thấy bản chất thực sự của chúng. Càng hiểu nhiều về con người, tôi lại càng yêu quý con chó của mình. Có lẽ ngươi không đủ thông minh để nhận ra, nhưng cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Ác quỷ không được sinh ra mà là được tạo thành. Có 4 loại: đần độn, khờ dại, ngu si và điên cuồng. Bình thường là sự hỗn hợp cân bằng của cả 4 loại đó. Bọn họ vẽ tôi giống như nhân vật phản diện, tôi chỉ ký tên lên bức tranh đó thôi. Khi còn nhỏ, không coi đứa trẻ là người, lớn lên hắn sẽ không thể làm người. Nếu luồn cúi mà được bình an, thì ta nguyện cả đời này luồn cúi. Nếu muốn tỏa sáng được như mặt trời, trước hết người cần phải bị thiêu cháy giống nó. Họ cười tao vì tao không giống họ, tao cười họ vì họ quá giống nhau. Tỉnh táo trong thế giới của người điên, anh mới là kẻ bị điên. Không ai là nhân vật phản diện trong câu chuyện của chính họ, tất cả chúng ta đều là những anh hùng trong câu chuyện của chính mình. Mãnh thú thì luôn độc hành, chỉ có loại bò dê mới kết bè kéo cánh. Con người là một căn bệnh ung thư của hành tinh này. Các bạn thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy bình luận cho mình biết với nhé!